ta nhuộm tóc, xăm mình, hút thuốc, kêu là trời ơi, cái thằng chơi đánh đánh đâm. À, không có ăn có học, cái dạng của hồn các đảng âm binh ngoài đường, vết da vết dưỡng không có đầu thai. Đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đừng có nhìn người ta mà đánh giá liền, hiểu không? Người ta hút thuốc, chứ người ta đâu có chích ma túy. Đó, người ta có nhuộm tóc, có hả xăm mình, cũng có đâu có hả ăn cắp ăn trộm gì của ai đâu, đúng không? Đúng không, xăm mình bây giờ chỉ là một cái nghệ thuật thôi mấy ba mấy má à, chứ không bây giờ không phải hồi xưa xăm chỗ là dân âm binh các đảng, chứ dân mà máu me giang hồ ngoài kia, nghe không? Cho nên là bớt bớt đi, mấy má nào mà ghét á, tôi nói luôn, mai mốt con nó xăm bích mình đó, đầu đẻ ra không có cụm tóc để nhuộm, mấy má nghe chưa? Phúc nhau đi em, phúc nhau đi thôi, chứ em rất là hiền lành, mọi người đừng có đá em nghe không? Xin chào và hẹn gặp lại, kéo nhau cho nó tỉnh đi em.